Vào mùa hè, mọi người rất thích đi tắm biển, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Họ thường lựa chọn những bộ bikini quyến rũ để tránh cái nóng. Tuy nhiên, một số chị em lại gặp phải tình trạng thâm vùng kín. Đây là vấn đề lo ngại mà nhiều người vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Hiểu được điều đó, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại kem trị thâm vùng kín tốt nhất hiện nay giúp bạn khắc phục những tình trạng trên. Kem trị thâm vùng kín tốt nhất hiện nay Maputi. Phụ nữ khi đến độ tuổi nhất định hay sau sinh sẽ bắt đầu xuất hiện các vấn đề trên cơ thể như thâm đầu ngực, nách và vùng vi ông. Kem Maputi, loại kem trị thâm ở vùng kín tốt nhất hiện nay đang được giới trẻ lựa chọn sử dụng. Kem Maputi xuất hiện giải quyết hoàn toàn nỗi lo ngại này của chị em phụ nữ. Cùng khám phá xem loại kem trị thâm vùng kín này hot như thế nào mà gây sốt cho giới trẻ vậy nhé. Nguồn gốc xuất xứ. Kem trị thâm Maputi có xuất xứ Nhật Bản. Sản phẩm này ra đời với tiêu chí tạo ra sự thay đổi, chất lượng cao và sự sang trọng. Đây là loại kem dành cho vùng nhạy cảm chưa từng có trước đây. Loại sản phẩm này luôn được chị em săn đón, đang hot trên thị trường vì hiệu quả mà nó mang lại rất đáng ngờ. Thiết kế kem trị thâm vùng kín tốt nhất hiện nay. Hộp đựng kem được thiết kế khá nhỏ gọn, dung tích 100ml. Nắp chai màu đen, thân chai có màu trắng đục, nhìn chung màu sắc khá đơn giản. Trên chai có dán nhãn hiệu sản phẩm và ghi xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Bên ngoài được phủ một lớp nhựa kính bảo vệ. Thành phần kem trị thâm vùng kín của Nhật. Kem Maputi được làm từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên, không độc hại, rất an toàn cho người sử dụng. Tiếp xúc từ lá atiso, hạt đậu tương, lá lô hội, lá hương thảo, lá trà xanh, than puro, hoa trần nhân hao, hoa quải hương, cây đinh hương, lá cây nham lê, cỏ xạ hương hoa. Các loại dầu ô liu chứa axit béo cetarin, dầu hạt hướng dương, dầu cám gạo và nước tinh khiết. Mùi hương kem trị thâm vùng kín Maputi. Kem trị thâm bikini này có mùi thơm sang trọng, rất dễ chịu khi dùng, không nồng nặc nên các chị em cứ yên tâm về khoản này, nhất là những chị em khó tính. Công dụng kem trị thâm Maputi. Với những thành phần thiên nhiên này, kem trị thâm Maputi không chỉ trị thâm vùng kín mà còn với các vùng da khác như đầu ngực, nách, đầu gối. Có thể nói đây là loại kem trị thâm vùng kín tốt nhất hiện nay được ưa chuộng và sử dụng, giúp lấy đi phần sừng chết trên da, tăng cường sự tái tạo tế bào mới, xóa tan những mảng thâm xấu xí trên da bạn, đồng thời hỗ trợ điều trị viêm lỗ chân lông, ngăn chặn sự hình thành sắc tố melanin, nguyên nhân chính dẫn đến thâm đen, cho bạn làn da sáng mịn màng, tự tin khi diện đồ bikini hay những bộ váy sexy quyến rũ. Ngoài kem trị thâm vùng kín Maputi này, bạn có thể tham khảo thêm một phương pháp trị thâm với những nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà, vừa hiệu quả mà lại dễ làm, an toàn và lành tính cho da nữa. Cách sử dụng kem trị thâm vùng kín hiệu quả. Để kem phát huy sao cho kem trị thâm vùng kín hiệu quả nhất, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây rất dễ. Trước khi đi ngủ, bạn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó lấy một lượng kem vừa đủ dùng bôi lên những vùng da bị thâm đen. Liên tục sử dụng tối thiểu trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy hiệu quả kinh ngạc mà kem trị thâm này mang lại như thế nào. Lưu ý, không nên bôi vào những chỗ có vết thương hở, rầy xước, các vùng bị mẩn đỏ, sưng tấy hay kích ứng da, các vùng bị chảy máu. Kem trị thâm vùng kín của Nhật Maputi có tốt như lời đồn không? Từ những nguyên liệu thiên nhiên, cũng như hiệu quả mà nó mang lại, thật sự đây là một sản phẩm tuyệt vời dành cho phái đẹp. Các chị em không phải ngại ngùng khi chọn cho mình một bộ bikini hở táo bạo hay những bộ đầm sexy nữa, thay vào đó là sự tự tin hơn, thoải mái trong việc chọn cho mình một trang phục ưa thích. Đánh giá kem trị thâm Maputi từ người sử dụng. Trong thời gian qua, loại kem trị thâm vùng kín của Nhật này đánh giá khá cao trên các trang mạng xã hội và trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Một số phản hồi tích cực của cộng đồng về sản phẩm kem trị thâm bikini Maputi. Một loại kem trị thâm vùng kín tốt nhất hiện nay như vậy, rất đáng mua phải không nào? Kem trị thâm Maputi giá bao nhiêu? Hiện tại dòng sản phẩm này được bán ra với giá khoảng 600.000 đồng, giá cũng khá là cao. Nhưng với một em Maputi đáp ứng, thỏa mãn được tất cả các dùng thâm cho chị em phụ nữ mà hiệu quả tốt như vậy thì thật sự rất đáng để mua.
Kem trị thâm bikini Maputi mua ở đâu? Sản phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Loại kem này đang rất phổ biến trên thị trường. Được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị nên rất dễ dàng mua. Đặc biệt để tránh mua phải hàng giả. Hàng kém chất lượng nên chọn mua ở những chỗ uy tín. Ngoài loại kem trị thâm của Nhật này, còn một số loại kem trị thâm của các hãng khác công dụng cũng hiệu quả không kém. Trên đây là loại kem trị thâm vùng kín tốt nhất hiện nay mình đã review chi tiết để chị em phụ nữ hiểu hơn về sản phẩm này. Hãy để bản thân luôn thật xinh đẹp và quyến rũ với kem trị thâm tuyệt vời này nhé!